Hôm nay, chúng tôi thật ân phước được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Lực lượng tình thương, sự hy sinh của Sư Phụ, phần 1 trong tiết mục giữa Thầy và Trò được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 16 tháng 12 năm 2018 tại Tây Hồ, Đài Loan, còn được biết là Formosa. Xin chào. Kính chào sư phụ. Ồ, cái này để đọc. Kính đọc sách. À không, à, để xem tôi có mai không. Cái khác. Ồ, trống không. Cảm ơn nhiều lắm nhé. Tôi quên kính rồi. Loại bảo vệ mắt một chút. Đôi lúc tôi cần hồi phục. Ý nói hầu hết thời gian tôi đều cần hồi phục. Quý vị nghe rõ không? Dạ rõ thưa sư phụ. Ờ, bây giờ có lẽ khá hơn rồi. Trời ơi, tôi chỉ là vị thầy tâm linh. Nhưng không biết nữa, tôi phải làm mọi thứ từ A đến Z. Thật sự mệt mỏi. Tôi không than phiền, mà đang phàn nàn. Trời ơi. Từ sáng sớm, từ 5 giờ sáng họ bắt đầu lịch trình để làm căng thẳng thần kinh của tôi mỗi ngày. Nhưng đây là lỗi tại tôi. Tôi phàn nàn, nhưng đó là lỗi tại tôi. Không ai có thể giúp tôi, bởi vì đó là cái giá phải trả trước khi xuống đây. Mình muốn giúp thế giới, không phải chỉ giúp đệ tử thôi, mà nếu mình muốn giúp thế giới thì có một danh sách tra tấn lớn, lớn vô cùng, dài bất tận, và mình phải ký vào đó. Nếu đồng ý thì mới có thể xuống. Nhưng mỗi ngày, đôi khi thật sự là quá nhiều. Dĩ nhiên khi ký vào đó là mình đang ở trên thiên đàng, mình không cảm thấy gì cả, hoặc có lẽ cũng biết. Biết hết, nhưng vẫn khác. Hiểu không? Khi xuống đây, nó khác. Mỗi ngày, gần như địa ngục. Họ chỉ gửi người địa ngục đến. Họ không gửi người tốt. Đó mới là vấn đề. Ý nói người gần bên. Ừ, tôi sẵn lòng làm vậy. Tôi vui là vẫn còn làm được. Chỉ có điều đôi khi mệt mỏi quá. Phải, quá mệt. Sư phụ, chúng con thương Ngài. Cảm ơn quý vị. Không sao, đừng lo. Tôi chỉ cho quý vị biết để lỡ quý vị muốn làm minh sư. Ồ, xin đừng. Tôi không muốn ai chịu đau khổ nữa. Vì vậy, quý vị bất cứ ai đã thọ tâm ân, hãy tự bảo trọng nhé. Tôi không nghĩ tôi sẽ có người kế vị. Tôi đã bảo quý vị từ lâu rồi, vài năm trước đây. Nếu tôi chết, sẽ không có ai kế vị. Vì tôi thật sự không nỡ đẩy bất cứ ai xuống vực, không cố tình. Với tôi, chuyện này không xảy ra. Thành ra tôi nói không ai kế vị. Cô cười. Vừa cười, vừa khóc. Cô thật buồn cười. Sao cô cười? Bởi vì đó là sự thật, thưa sư phụ. Sao? Là sự thật, phải. Mọi điều Ngài nói đều là sự thật. Là sự thật. Sao cô biết? Sư phụ làm việc với tình thương. Và sư phụ hy sinh bản thân cho chúng con. Và sư phụ đang đau khổ. Con cảm nhận được. Cô cảm nhận được à? Ồ, vậy không tốt. Đừng cảm nhận. Cắt, cắt đi, khóa lại. Đó là tại sao con khóc, nhưng không sao. Không sao ạ. À. À, lỡ quý vị muốn làm anh sư thì làm ơn. Đừng nhảy ra và nói, ồ, sư phụ, con ở rang cấp thứ 7 rồi. Vài năm trước, có người nói với tôi như vậy, và người khác nói, ồ, à, ồ, ở đẳng cấp thứ 8, tôi nói dĩ nhiên là quý vị ở đó, ở tầng thứ 7, thứ 8, dưới địa ngục. Bởi vì nếu là minh sư, quý vị thật sự không biết, không biết đâu. Quý vị không biết rằng mình là minh sư, bởi vì đó là một phần của giao ước. Quý vị không biết gì cả. Chỉ biết những gì thiên đàng nói cho quý vị biết và cho quý vị thấy, nhưng không thể cảm nhận được.
Đôi khi tôi buồn, không phải lúc nào tôi cũng giả bộ, luôn vui lòng chịu khổ. Ừ, đau khổ mỗi ngày về thể chất hoặc tinh thần hoặc bất cứ gì, và thậm chí không biết. Tới khi thiên đàng nói với tôi, rồi, như thế là đủ, nên đổi người khác. Với loại đau khổ khác, có lẽ khác một chút để thay đổi khẩu vị. Họ nói thay đổi cũng tốt như nghỉ ngơi, nên họ cho tôi nghỉ ngơi. Rồi tôi hỏi tại sao, quý vị có chương trình đau khổ khác hả? Tại sao chương trình này phải thay đổi? Họ nói, ồ, cô ấy vẫn còn ở đẳng cấp địa ngục, sẽ mất thêm vài tháng nữa cô ấy mới có thể lên tới đẳng cấp Atula. Nhờ ân điển của ngài, tốt hơn là để cô ấy đi. Tôi nói, à, cảm ơn nha, sao không nói với tôi trước? Họ nói, ồ, thời gian chưa đến, thời gian chưa đến. Đôi khi tôi chỉ phải cười thôi. Đôi khi tôi buồn, không phải vì tất cả đau khổ hàng ngày này, mà buồn bởi vì đôi khi tôi nghĩ mình đã tự do biết bao, hoặc lẽ ra mình tự do thế nào, có thể tự do dường nào, hiểu ý tôi không? Tự do biết bao, không phải làm gì hết, chỉ chăm sóc chính mình, thiền tinh tấn. Và dù sao, thế giới cũng sẽ được lợi ích phần nào, gián tiếp và từ từ. Nhanh chậm, tùy mình, và không cần phải lo lắng quá nhiều về điều gì hết, thậm chí không cần phải khiển trách ai, và xúc phạm người nào, hoặc chính phủ, hoặc VIP lớn nào. Và không cần phải lo lắng về an ninh và mạng sống của mình, không gì cả. Đem 5, 6, 8, 9 đời của mình lên, và một số ít trong nhóm bằng hữu của mình là vui rồi. Mỗi ngày giống như thiên đàng, y như đa số quý vị cảm nhận thế nào sau khi tỏ tâm ấn như vậy đấy. Nhưng chẳng may, tôi đã ký hợp đồng, ký giao kèo với ác quỷ. Tin hay không? Đôi khi người ta nếu nguyền rủa mình, họ nói, ồ, nhà ngươi giao kèo với ác quỷ. Hoặc đại khái vậy, tôi là người cũng làm vậy đấy. Nhưng không phải cho điều gì xấu, chỉ là phải trao đổi thôi. Đôi khi tôi buồn vì tôi có thể bay trong không gian, bất cứ lúc nào tôi muốn, có thể đi xuyên qua tường. Phải, tôi có thể trở thành vô hình, có thể tự bảo vệ mình bất kỳ lúc nào với tất cả lực lượng đã hoặc đang có, nhưng tôi lại không được phép dùng. Quý vị hiểu tôi nói không? Dạ hiểu. Tôi thật sự buồn bởi vì loại thần thông này thậm chí không nợ cảnh giới Atula. Hầu hết thần thông quý vị có là nợ cảnh giới Atula. Cho nên tôi bảo quý vị đừng dùng thần thông. Lực lượng mà tôi có, thần thông tôi có, không phải từ Atula. Người Đài Loan, Formosa có thông dịch không? Dạ có. Vậy được, xin lỗi. Tôi không biết tại sao tôi bắt đầu nói tiếng Anh ngay lập tức. Tôi quên mất. Tôi nói không biết tại sao tôi đi xuống. Tôi chỉ nói tiếng Anh. Bởi vì tôi thấy quý vị da đen, da trắng, da vàng, da đỏ và bốn chủng tộc và chủng tộc lai. Nhưng lực lượng tôi có không phải từ cảnh giới Atula, mà vốn có sẵn trong bản thể cao đẳng của tôi. À, và tôi có thể làm tất cả điều đó. Tôi có thể chỉ vào người chết và làm họ bước đi và sống lại. Tất cả lực lượng này tôi phải từ bỏ. Mọi thứ mà làm mình thành một minh sư tôn nghiêm, một bản thể tôn nghiêm, thanh tịnh, an bình, trông như một chúng sinh thánh thiện. Quý vị phải từ bỏ tất cả lực lượng hùng mạnh mà mình có, lực lượng có thể dời non, lấp biển, tất cả mọi thứ quý vị phải từ bỏ. Một vị thầy bình thường cũng phải từ bỏ, họ không có nhiều lắm, dĩ nhiên, nhưng họ vẫn phải từ bỏ mọi thứ họ có, kể cả khả năng biết quá khứ, hiện tại, vị lai, và mang hòa bình vào thế giới, chỉ trong nháy mắt. Tất cả mọi thứ quý vị phải từ bỏ. Và rồi quý vị phải như một người bình thường. Và những gì quý vị dùng chỉ là từ bên trong, mà thậm chí không nên biết nó.
Giống như Chúa Giêsu nói, quý vị cho từ tay phải, đừng để tay trái biết, đại khái vậy. Quý vị hiểu tôi nói không? Dĩ nhiên, quý vị có thể thấy, có thể biết tất cả điều đó. Chỉ là không phải trong cõi vật chất. Nếu muốn biết bất cứ gì quý vị đã mất, hoặc bất cứ gì quý vị đã từ bỏ, thì quý vị đi lên và xem. Và đôi khi đi lên, quý vị nhìn rồi đi xuống, cảm thấy rất buồn. Bởi vì trong một số hoàn cảnh, quý vị ước gì mình có thể đi qua tường và biến mất một lúc. Lực lượng đáng tiếc nhất tôi không có, không thể dùng, là khả năng bay, khả năng tàng hình. Đi xuyên qua đủ loại đá và tường, không phải chỉ tường, bất cứ thứ gì. Đi xuyên qua cây, đi xuyên xuống lòng địa cầu và đi lên ở phía bên kia. Và tôi đã có lực lượng gì nữa nhỉ? Tôi quên rồi, đã lâu không dùng. Có bốn loại mà tôi tiếc nhất. Tôi có ghi đâu đó trong nhật ký, thỉnh thoảng chỉ nhìn nó và rơi lệ, cảm thấy thật bất lực. Không có khả năng, thật yếu đuối. Ở bên ngoài, không phải bên trong. Để tôi nhớ xem là gì. Đi xuyên, à, mở được đủ thứ. Ví dụ như quý vị khóa kính cửa 3, 4, 10 lần, tôi có thể phá vỡ và đi ra ngoài. Đó là nếu tôi không có quý vị, những đứa con quý giá. Quý vị thật sự đắt giá. Quý vị làm tôi tốn không chỉ tiền, mà còn rất nhiều lực lượng tâm linh. Không phải là tôi không sẵn lòng cho, chỉ là đôi khi tôi cảm thấy buồn, cảm thấy thật bất lực, bởi vì đôi khi tôi trong tình huống thật sự nguy hiểm, tôi có thể dùng một trong những phép đó để sống sót thêm một ngày, mà không có quá nhiều rắc rối, và không cần phải dùng quá nhiều phương kế để chạy trốn. Và thậm chí đôi lúc tôi có thể không chạy thoát được như Chúa Giêsu của chúng ta. Ngài cũng có thể làm tất cả phép đó, nhưng Ngài không thể. Ngài phải hàng thuận định mệnh đau thương của mình. Và bởi thế nên đôi khi tôi cảm thấy buồn, không chỉ buồn cho chính mình. Đôi khi tôi nhớ tất cả mình sư thời quá khứ đã phải hy sinh quá nhiều. Các ngài đã phải chịu khổ quá nhiều. Đó là bởi vì các ngài phải từ bỏ tất cả kho báu mà các ngài có. Các ngài phải đi xuống mà không có gì cả. Hầu như đi xuống trong những hoàn cảnh nghèo khó, hoặc chiến tranh, hoặc trong khu vực bị tàn phá để thăng hoa quốc gia đó, hoặc khu vực đó nữa, ngay từ lúc mới sinh rồi. Không phải như khi quý vị lớn lên, trở thành người gọi là có ý thức khai ngộ và rồi có thể giúp tha nhân. Không, không, không đâu. Đã bắt đầu từ trong bụng mẹ rồi. Giây phút quý vị đi xuống vào thế giới này, bất kể bằng cách gì, hoặc mượn thân thể như tôi. À, linh hồn đó đã đi lên thiên đàng rồi, trở lại đẳng cấp thứ 5, và rồi tôi mượn thân thể đã vô dụng rồi. Hầu hết các minh sư các ngài chỉ đến vào lúc sinh, khi thân thể đã được sinh ra. Nhưng không phải tất cả minh sư, một số thôi, tùy vào hợp đồng của các ngài với ác quỷ. Lại nữa, với ma vương, chúng ta gọi vậy. Trong thuật ngữ phương Tây, họ gọi là ác quỷ. Trong tiếng Phạn, họ lịch sự hơn. Nói là ma vương, nghe rất êm tai, nhẹ nhàng. Chúng ta cũng có một nền văn minh Maya ở nơi nào đó tại Trung Mỹ, một nền văn minh rất huy hoàng. Thế nên bất cứ khi nào tôi nói chữ Maya, tôi phải nghĩ một chút liệu có nên nói chữ đó không. Tôi không có ý nói nền văn minh Maya đó, mà ý nói Satan, ma vương, ác quỷ. Nên đó là điều chúng tôi làm. Có các minh sư nào khác xuống địa cầu mà cũng không hề sinh ra theo cách bình thường để giúp loài người? Thưa, có không ạ? Ý cô nói mượn thân thể thay vì được sinh ra? Có một số, nhưng tôi không nhớ tất cả tên ngay bây giờ. Dạ, cảm ơn sư phụ. Tôi nói đa số minh sư đi xuống không mượn thân thể, nhưng một số mượn, tùy vào giao ước, tùy vào những gì quý vị ký trước khi đi xuống. Không phải ký bằng bút, đó có thể là cái bắt tay với ác quỷ. Đây là điều Ngài phải làm. Ngài có đồng ý không?
Dĩ nhiên là mình đồng ý. Phải đồng ý, không có lựa chọn. Đây là cõi giới của họ, cõi giới của Ma Vương, cõi giới được tạo ra, thế giới bóng. Và chúng ta phải làm theo đó. Đó là vấn đề, bởi vì nó đã được thiết lập rồi. Không có cách nào chúng ta có thể thoát khỏi điều đó. Nhưng tôi không xuống để nói với quý vị điều này. Không biết sao tôi nói với quý vị mấy điều này. Không biết tại sao tôi ghi chú điều gì đó mà muốn nói với quý vị. Thế rồi, họ quấy rầy tôi đằng đó, không cố tình, nhưng theo thói quen. Và tôi quên mất. Điều gì đó hay ho hơn là ác quỷ và hợp đồng của tôi. Tôi thật sự không muốn nói, nó chỉ tuôn ra. Trời ơi! Dạ, không sao. Không sao, quý vị thứ lỗi cho tôi hả? Cảm ơn cưng. Cô ấy nói không sao. Tại sao lại không sao? Mọi điều từ ngài đều không sao. Mọi điều từ ngài đều không sao. Mọi điều từ ngài đều không sao hả? Được rồi. Cảm ơn quý vị đã rất tử tế. Tôi muốn kể quý vị nghe một chuyện về tiền thân của Đức Phật. Thời xưa, lâu lâu, lâu lâu lắm rồi, quý vị biết mà, phải không? Hơn 2.600 hoặc 700 năm trước, lần sau cùng mà Đức Phật xuất hiện trên địa cầu, ai vẫn còn khóc? Mượn khăn giấy không? Anh có hả? Con có một ít, anh có một ít. Họ nói con trai không được khóc mà. Dạ không, con không khóc. Con trai lớn không khóc. Anh trông lớn bự và là con trai mà lại khóc hả? Dạ. Vậy tốt cưng à. Ở đây chúng ta làm bất cứ gì. Chúng ta cười, khóc, lăn lộn, gây rắc rối. Chúng ta làm bất cứ điều gì mà những nhóm tu hành khác không bao giờ làm. Đa số các minh sư, các ngài không ra ngoài đụng tay, sờ đầu hoặc hoan hô với quý vị. Tôi chỉ làm bất cứ gì cảm thấy muốn làm lúc đó. Khi nhóm người đó cần như thế, rồi nó trở thành như thói quen. Đó mới là vấn đề. Rồi những người khác mong chờ điều đó, vấn đề là vậy. Mọi thứ tự nhiên mới tốt. Mọi thứ được kỳ vọng và một vấn đề ép buộc. Không có kết quả tốt hoặc rất ít, không tốt. Tuần rồi, nhà bếp nấu cho tôi món gì đó và tôi mời vài người Tây Phương. Đừng kỳ vọng điều đó nữa nhé. Tôi chỉ nói vậy thôi. Tại sao hôm nay có nhiều người Tây Phương hơn tuần rồi? Quý vị xem bản tin. Bản tin truyền hình vô thượng sư. Sư phụ thết đãi người Tây Phương gì đó. Được rồi, không đâu. Dĩ nhiên tôi sẽ mời quý vị, đừng lo. Hôm nay tôi yêu cầu họ nấu thêm món gì đó để chúng ta đến ăn với nhau. Vì vào những ngày này, Chủ nhật tôi không có thức ăn. Lần trước tôi chỉ nói đùa, nói Chủ nhật tôi làm việc nhiều nhất mà họ không đưa cho tôi thức ăn. Rồi họ tưởng thật, và họ viết thư cho tôi hỏi, bây giờ chúng con có thể nấu cho sư phụ mỗi Chủ nhật không? Thức ăn đơn giản thôi, không sao. Tôi chỉ nói đùa thôi. Dù họ không nấu cho tôi, lúc nào cũng có mì ăn liền thuần chay mà tôi luôn luôn dự trữ bởi vì tôi biết đời mình không bao giờ như thường lệ. Có ngày tôi có thức ăn, có ngày họ quên. Hoặc có gì đó xảy ra, hoặc tôi cần phải đi. Luôn luôn có một số mì ăn liền thuần chay và luôn luôn có thứ gì đó như súp bột thuần chay bởi vì bác sĩ nói tôi không thể ăn gạo lứt muối mè nữa. Cảm ơn nhiều lắm nhé. Sau khi tôi kể quý vị, bỗng nhiên tôi không thể ăn thứ đó nữa. Bác sĩ nói nó quá bổ dưỡng hay gì đó, quá nhiều chất sắt cho tôi. Họ thử máu và cho biết những gì tôi không nên ăn và những gì nên ăn. Theo lời họ nói, tôi không ăn nhiều được. Và rồi tôi phải uống thuốc 8 lần một ngày, mỗi 2 tiếng, chuông reo, nên tôi vứt hết thuốc đi. À này, tôi thậm chí không thể uống thuốc, đó là vấn đề. Bởi vì thiên đàng cảnh báo tôi, nếu ngài tiếp tục uống thuốc này, bởi vì tôi uống thuốc nhưng không có thuốc nào giúp cả, chỉ thêm rắc rối thần kinh căng thẳng hơn sau đó. Nhưng với kiểu canh giờ, tôi không có đủ thời gian để cứ theo mỗi thứ thuốc, 2 tiếng một lần, chuông reo báo phải uống thuốc, và rồi mình phải nấu ăn hoặc phải chuẩn bị gì đó với nó, cho nên tôi vứt đi. Nhưng trước đó, thiên đàng cảnh báo tôi, nói, nếu ngài tiếp tục uống thuốc này, Ma Vương sẽ trộn độc tố vào đó, năng lượng độc hại.
Và rồi ngài sẽ bị suy sụp thần kinh. Đại khái vậy. Thậm chí bị bệnh, tôi cũng không được uống thuốc. Giống như, thôi được, uống thuốc không kịp thở cũng được, nhưng vẫn không được uống. Nên tôi không uống nữa. Thế mà vẫn còn sống, cảm tạ Thượng Đế. Bởi vì nếu tôi uống thuốc, dù sao cũng không tốt. Vì vậy, tôi không uống thuốc lâu rồi. Và bác sĩ cứ viết cho tôi, nói, xin vui lòng, chúng tôi ước tính là đã hết thuốc rồi. Tôi có thể gửi thuốc được không? Tôi không cần gặp bà, tôi chỉ gửi thuốc thôi. Vì bác sĩ nghĩ tôi không muốn gặp ông ấy, không phải như vậy. Ông là bác sĩ tốt và rất chu đáo như một người cha. Sao tôi lại không muốn gặp ông ấy chứ? Chỉ là tôi không thể. Nhưng tôi thậm chí không có thời gian để gọi cho ông để nói với ông điều đó. Thấy không? Tôi không thể giải thích. Và nói bây giờ tôi không có thời gian để giải thích. Tôi gửi tin nhắn qua người làm việc ở xa. Họ không làm việc bên cạnh tôi. Làm việc với nhau, nhưng ngày nay quý vị không cần phải ở bên cạnh nhau. Họ có thể làm USB, rồi tôi kiểm tra, rồi tôi gọi họ hoặc viết hoặc gì đó. Như vậy dễ hơn. Sao tôi lại nói quý vị mấy chuyện này? Trước đó nói gì? Có ai lắng nghe không? Truyện Đức Phật à? À, truyện Phật, trời ơi. Lúc nào cũng về tôi. Ai da, chán làm sao? Không chán ạ. Hy vọng ngày nào đó quý vị chán để tôi có thể nghỉ hưu. Không bao giờ ạ. Không à. Dạ không. Không nghỉ hưu. Dạ không. Tôi hơn 65 tuổi rồi. Ở Âu Châu bây giờ họ nâng tuổi nghỉ hưu tối đa lên 65. Trước đây là 60 tuổi. Tôi còn nhiều tuổi hơn mức đó. Và vẫn phải làm việc và chủ nhật không có thức ăn. Tôi chỉ nói đùa. Giống như, ồ thấy không, thế giới không công bằng. Hiểu ý tôi nói không? Chỉ là một kiểu nói chuyện thôi. Giống như tôi nói bất kỳ điều vớ vẩn nào với quý vị chỉ để làm quý vị vui và giữ quý vị ngồi ở đó. Để quý vị không chạy ra ngoài mua đồ, tiết kiệm tiền của quý vị. Là thế đó. Nhưng họ nghĩ tôi nói nghiêm túc. Nếu tôi thật sự nghiêm túc thì bây giờ tôi đã chết rồi. Bởi vì có nhiều chủ nhật đã trôi qua rồi, không phải chủ nhật đầu tiên. Cô ổn không? Cô có lạnh không? Hãy mặc vào. Dạ, không sao. Mặc đi. Được rồi. Tiện thể tôi cảm thấy hơi đầu gối thôi, không có gì khác. Mọi chỗ khác tôi trang bị rồi từ trong ra ngoài. Biết đó, phụ nữ chúng tôi mà. Rồi, ngày xưa, chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tái sinh làm vua trong một vương quốc rất thịnh vượng, hùng mạnh. Và Ngài sống tới 8 vạn 4 ngàn năm. 8 vạn 4 ngàn năm trị vì vương quốc trong những cách hưng thịnh và vui hưởng đủ loại đặc quyền và hạnh phúc và tiện nghi vật chất xứng đáng với một vị vua. Có ổn không cưng? Cứ duỗi chân ra, tôi không màng. Muốn ngồi trên đây không? Cao hơn một chút. Dạ không, con ổn thưa sư phụ. Vậy chân anh không sao ạ? À? Dạ ổn, cảm ơn sư phụ. Không, bởi vì có người nếu ngồi quá lâu sẽ có vấn đề. Đầu gối hoặc chân của họ có vấn đề, nhất là người Tây Phương. Thành ra tôi để quý vị ngồi trên đây để có lẽ quý vị có được chỗ rộng hơn một chút. Chân dài cũng là vấn đề, thấy không? Thành ra tôi sinh ra với chân ngắn, cái gì cũng ngắn, ngoại trừ não bộ dài, nói dài dòng. Nhưng nếu quý vị biết tôi trước khi tôi trở thành người gọi là minh sư, quý vị sẽ không nhận ra tôi lúc đó. Tôi cũng không nhận ra chính mình. Trước đây tôi hầu như không nói gì hết. Ngay cả người ta la lối hoặc ganh tị hoặc nói những điều xấu về tôi cũng không biết cách trả lời. Tôi chỉ giữ im lặng. Những người biết tôi ở Ấn Độ, khi tôi còn ở tại đạo tràng nào đó, họ sẽ biết sư phụ của quý vị vô cùng ít nói. Bây giờ tôi ngược lại. Tôi nói không ngừng vì quý vị thích vậy. Thật ra đây là vấn đề. Khi làm minh sư, ai muốn điều gì tốt, mình phải cho, thường là như thế. Mostly.
có vị vua đó tên là Makariva. Ông cai trị vương quốc của ông đã 8 vạn 4 ngàn năm. Chà, tưởng tượng quý vị sống lâu vậy. Tôi thắc mắc họ có nha sĩ vào thời đó không? Hay là răng cứ mọc lại. Không, không, tôi không nói đùa đâu. Có một số trường hợp, có một quyển sách được viết về nhiều người sống lâu và một số người đã mọc răng lần thứ ba. Tôi thắc mắc điều đó có thể không? Khi tôi rụng răng, có thể nào có răng lại mà không cần phải đi nha sĩ chăng? Thật ra tôi hy vọng được vậy bởi vì tôi không có thời gian để đi nha sĩ. Mỗi lần người làm việc của tôi gửi thư và nói thưa sư phụ, ai đó sẽ đi nha sĩ, ai đó sẽ đi khám tai và mũi và ý nói mắt. Tôi nghĩ, ôi trời ơi, ước gì mình cũng có thể đi khám, nhưng tôi không thể thật sự như vậy. Và ngay cả những người bên ngoài cũng yêu cầu tôi giúp làm điều này, điều nọ nữa. Họ nghĩ tôi có 8 vạn 4 ngàn cánh tay. Dù sao, ông vua chắc hẳn đã có một đời sống vô cùng thoải mái. Thật xin lỗi nếu tôi không thường nhìn quý vị, tôi quên nhé, tôi quên. Ồ, quá nhiều người ngồi khắp nơi. Ông chắc hẳn đã có một kiểu đời sống rất thoải mái và đầy hỷ lạc. Bằng không, ai mà muốn sống tới 8 vạn 4 ngàn năm? Đời tôi thì không. Tôi không muốn sống 8 vạn 4 ngàn năm. Tôi sẽ sống lâu như đời người bình thường hoặc lâu hơn một chút thì được. Chứ không phải 8 vạn 4 ngàn năm. Để làm gì? Chủ nhật không có thức ăn và phải làm việc thêm. Phải làm việc gấp đôi, không thể đi nha sĩ, không thể đi bác sĩ tai, mắt, mũi. Để làm gì? Tôi không màng. Thật ra tôi không màng, chỉ là sự hành hạ về tinh thần đôi khi còn tệ hơn hành hạ thể chất. Đôi khi chỉ biết cười thôi, tôi có biết tại sao. Và đó là một điều tốt. Ít ra tôi biết tại sao. Tôi biết tất cả là lỗi tại mình, đã lãnh công việc này, thậm chí lãnh cả thế giới. Lãnh công việc này đã là đủ tốt, đủ gian nan rồi. Quý vị có bao giờ nghe minh sư nào cảm thấy rất vui và cười cả ngày bởi vì Ngài là minh sư không? Quý vị thấy mấy tấm hình minh sư, Ngài có thật sự cười lớn vậy không? Hoặc cười rộng đến mang tai? Không có. Quý vị thấy tất cả hành minh sư, kể cả Phật, Ngài có mỉm cười trên hình không? Không có, phải không? Tôi thấy nhiều minh sư người Ấn Độ, không ai cười hay mỉm cười, không gì hết. Không chút nào, không gì cả. Nhưng tôi cười. Không biết nữa, có lẽ tôi là Phật tếu. Nếu tôi có chút nào là Phật, dạ sư phụ là Phật. Dạ phải. Cảm ơn quý vị đã sức dầu cho tôi. Vậy tôi là Phật, kiểu như thế. Được rồi, ai mà. Nếu tôi là Phật, tôi thật sự là một vị Phật làm việc rất chăm chỉ. Mỗi phút, mỗi giây đều làm việc. Không, không nói về tôi nữa. Trời ơi, thật là một người nhàm chán. 8 vạn 4 ngàn năm ông cai trị vương quốc. Tôi không thể không đưa ra ví dụ. Hiểu tôi không? Một tấm gương sống, không phải một minh sư sống mà là tấm gương sống. Kết hợp đan dệt với nhau. Bằng không, quý vị không hiểu. 8 vạn 4 ngàn năm, ông cai trị vương quốc của ông một cách huy hoàng. Hẳn có rất nhiều công đức. Trước đó, nhất định ông đã có. Dĩ nhiên, sau khi ông bố thí mắt, thân, chân tay của ông cho mọi chúng sinh, đời đời kiếp kiếp và làm nhiều việc thiện, thì sao lại không có công đức để vui hưởng một vương quốc được? Một ngày nọ, ông đi dạo ngoài vườn thượng uyển xinh đẹp, ông thấy lá cây rụng. Có lẽ rụng trên đầu ông, và rồi ông nhìn xem. Và rồi ông nhớ đến bản chất vô thường của mọi sự sống, kể cả đời sống của ông. Cho nên hôm đó khi thợ hớt tóc cắt tóc của ông bảo người đó, này, thợ hớt tóc, nếu khanh có thấy tóc trẫm bị bạc, khanh phải nói cho trẫm biết.
Cho nên một lát sau, thầy hớt tóc tìm thấy giữa mái tóc đen đẹp bóng mượt của ông có một sợi tóc bạc lộ ra. Chà, nên thầy hớt tóc tâu với vua: "Tâu bệ hạ, thần đã tìm thấy một sợi tóc bạc trên đầu bệ hạ." Và vua nói: "Nhổ nó ra và đưa cho trẫm xem." Và thở tóc nhổ sợi tóc ra, úi da, và đặt sợi tóc trên lòng bàn tay của vua. Vua nhìn vào sợi tóc và run rẩy khắp người, bởi vì ông biết thời gian trôi qua quá nhanh, và bây giờ ông đang già đi. Sau 84.000 năm, tôi nghĩ ông biết chứ. Nhưng không, ông không biết. Ông phải chờ sợi tóc này rung lên tay ông, rồi ông mới biết. Ông nhất định đã có một đời sống sung sướng, hạnh phúc mỗi ngày. Hoặc ông ấy chắc hẳn đã hết sức bận rộn như tôi, đến nỗi không biết thời gian trôi qua. Thật sự, hôm qua tôi viết thư hồi đáp cho một người bạn Philippines, bà Cecilia Alvarez, phu nhân thượng nghị sĩ Alvarez của Philippines. Tôi chỉ ủng hộ tổ chức của bà để giúp trẻ em, những trẻ em nghèo khó. Tôi không biết bà ấy có hội. Bà ấy thật khiêm tốn. Bà không hề nói tôi biết. Tôi nghĩ bà ấy chỉ làm việc cho tổng thống, chính phủ. Tôi đã giúp phần nào trước đây, nhưng không biết bà có một tổ chức, và tổ chức của bà đã đạt giải thưởng hai lần từ Liên Hiệp Quốc. Tôi thậm chí không biết gì hết. Bà là người rất khiêm tốn. Bà không nói nhiều, nên bà viết thư cảm tạ gửi đến tôi này nọ và mời tôi sang Philippines khi bà có chương trình cho trẻ em và cho Philippines ở đó. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng hối tiếc bởi vì thời gian trôi qua quá nhanh từ lần cuối tôi gặp bà, chắc có lẽ khoảng 10 năm trước lúc họ đến đây, những khách VIP Philippines. Trời ơi, tôi thậm chí đã không nói chào tạm biệt, không nói gì với họ cả. Và rồi dĩ nhiên, Tổng thống, cựu Tổng thống Ramos đã đến vài lần, nhưng tôi thậm chí không có cơ hội để đích thân gặp ông. Lúc ấy tôi ở đâu đó bên Âu Châu, và dĩ nhiên ông không cần phải báo cáo với tôi khi nào ông đến, khi nào ông đi, cũng vì lý do an ninh nữa. Nhưng chúng tôi đã tiếp đãi ông ấy tử tế như tiếp đãi với khách VIP khi ông đến, các hội viên không có sư phụ. Điều đó thì quý vị làm được. Bất cứ điều gì liên quan đến tôi, nó thành một công việc khó khăn. Bất cứ điều gì liên quan tới bất kỳ người nào khác thì rất suôn sẻ, rất thuận lợi, được thực hiện rất trôi chảy. Rồi, tôi viết. Có gì đó trên máy ghi âm của sư phụ, có gì đó trên máy ghi âm của tôi. Ồ, đây là một bạn nhỏ. Chú muốn nói chuyện giùm tôi hay gì? Cưng muốn chiếm chỗ của ta hả? Cưng đâu có nói được đâu. Thôi, ra ngoài nhé. Trước khi họ làm hại cưng cách nào đó, nếu cưng rơi xuống, người ta có thể không thấy cưng và có thể dẫm lên cưng. Đặt chú lên cây, lên cỏ. Đặt chú lên cây để chú có thức ăn để ăn. Ta nói đặt chú lên cây cỏ này nào đó để chú có thể ăn lá. Một con vật nhỏ bé, làm sao chú tới được tận đây? Một loài vật bé xíu như vậy. Làm sao chú tới được tận đây? Chú rất nhỏ bé. Tôi đã nói gì trước khi thấy chú sau? Về tóc bạc à? Tóc bạc. Làm sao ông có thể bận rộn mà vui hưởng đến mức suốt 84.000 năm? Ông không biết thời gian trôi qua. Rồi, tôi viết một lá thư. Vậy trong trường hợp đó, tôi thật sự được tha thứ vì đã quên liên lạc thường xuyên với những người bạn tốt ở Philippines. Dù sao, chúng ta đều bận, họ cũng bận. Vì vậy, có lẽ họ hiểu tôi và họ thứ lỗi cho tôi, dĩ nhiên. Tuy nhiên, không gặp bằng hữu mà chỉ làm việc suốt cũng không tốt lắm. Và không vui, không chơi, chỉ làm việc thôi sao? Thế nên tôi viết, nói, thời gian trôi nhanh quá, tôi thật sự không nhận ra. Và tôi không biết bà đã có một tổ chức cao thượng như thế, kiểu như xin lỗi. Và tôi nói,
Thời gian thật sự trôi nhanh quá. Nói tất cả đều là lỗi của tôi, vì quá bận với nhiều việc và với nhiều đòi hỏi. Nên đã lâu rồi chúng ta không liên lạc, nhưng tôi không bao giờ quên bà và chồng bà, Ngài Thượng Nghị Sĩ. Tôi không bao giờ quên họ, không bao giờ quên Philippines, Tổng thống và mọi người, Thượng Nghị Sĩ và nhân viên nghị viện đã tiếp đãi tôi ít ra như một khách VIP, không phải công chúa mà khách VIP. Tôi đi tới đâu, họ cũng có an ninh bảo vệ xung quanh tôi, tiếp đãi tôi tuyệt đối bằng tấm lòng tôn trọng tối đa và tình bằng hữu. Tôi thắc mắc bởi vì Philippines không phải là một trong những quốc gia hùng mạnh hoặc giàu có nhất. Họ phải đưa người dân đi làm việc ở các quốc gia khác để kiếm sống cho gia đình họ ở quê nhà, gia đình chia cắt. Tôi luôn cảm thấy rất tiếc về điều đó, nhưng đó là lối sống của họ. Và có lẽ đó là nhân duyên của họ với các quốc gia khác. Có lẽ như vậy cũng tốt để họ có thể đem đến sự thân thiện, siêng năng và lòng trung thành tột bậc, lòng cao thượng và rộng lượng, mặc dù trong quốc gia của họ hoàn cảnh không khá giả lắm. Như thế cũng tốt, họ đi khắp mọi nơi trên thế giới để mọi người biết người Philippines thật sự đáng tin cậy. Họ là những người đáng tin cậy, trung thành và thật rộng lượng như thế đó. Tôi đi xa hơn một chút, nhưng hãy nhắc tôi về Đức Phật lại nhé. Đó là lỗi của ông. Ông sống 84.000 năm và không biết thế giới đang trôi qua. Biết làm sao đây? Và rồi chuyện này dẫn đến chuyện khác. Hay quý vị muốn tôi chỉ nói về Phật bây giờ thì cho tôi biết. Dạ không, Ngài cứ nói ạ. Cứ tiếp tục nói chuyện, tiếp tục nói, miễn là tôi nói chuyện gì cũng được. Tốt, tôi biết điều đó. Qua nhiều thập niên, tôi biết điều đó. Gì cũng được, miễn là Ngài ngồi ở đây nói. Sư phụ, cứ nói thôi. Được rồi, tôi nói tới đâu rồi? Philippines ạ, để nhận 5.000 người tị nạn Âu Lạc Việt Nam, họ phải thay đổi luật hiến pháp của quốc gia, vì họ chưa hề có điều đó trước đây về luật tị nạn. Nên vị thượng nghị sĩ, chồng bà, thượng nghị sĩ Alvarez và những viên chức khác toàn thể thượng viện, tất cả thành viên nghị viện mà tôi gặp bắt tay và nói chuyện, họ phải làm việc để sửa đổi luật. Quý vị hiểu chứ? Rồi, tôi đã gặp hai vị tổng thống. Người thứ nhất là tổng thống Aquino. Bà thậm chí không thể hứa. Bà nói tôi là người Philippines. Tôi chỉ làm việc cho người Philippines thôi. Và tôi hiểu điều đó bởi vì luật là như vậy. Không có luật cho người nước ngoài đến và ở lại quốc gia này. Giống như mỗi quốc gia có luật cho người lao động. Mình không thể cứ đi vào một số quốc gia. Quý vị không thể cứ vào với thị thực du lịch và rồi làm việc, hiểu không? Điều đó không được phép. Và lúc đó, người tị nạn Âu Lạc Việt Nam, họ đang bị khủng hoảng tinh thần. Quý vị hiểu ý tôi ha? Khi hai quốc gia hoặc hai đảng đang có chiến tranh, họ tuyên truyền xấu về nhau, làm cho người dân sợ hãi ngay từ lúc đầu rồi. Và rồi người dân xem nhau như kẻ thù, thậm chí như chúng sinh tà ác hoặc gì đó. Do đó, khi những người cộng sản vào miền Nam tiếp quản, người dân đã sợ hãi rồi, bất kể ai cũng phải bỏ chạy. Dù họ không liên quan gì đến chính trị, dù họ không liên quan gì đến người Mỹ, lúc bấy giờ họ cũng chạy. Cũng bởi vì tất cả sự tuyên truyền này, đó là vấn đề, cũng là một lý do. Và dĩ nhiên, mọi thứ đều mới và rồi họ phải tiếp quản, kiểm soát và đưa ra nhiều quy định, quy tắc hơn. Và người dân chưa quen với điều đó, đó là một lý do khác. Và tất cả sự tuyên truyền và chiến thuật gây sợ hãi này, trước khi chiến tranh kết thúc, dĩ nhiên quý vị hiểu phải không? Dạ, tôi cho rằng nếu quân đội hoặc chính phủ miền Nam đi ra miền Bắc, thay vì miền Bắc đi vào miền Nam, thì có lẽ người miền Bắc cũng sẽ bỏ chạy và trở thành người tị nạn. Quý vị hiểu tôi nói chứ? Vì vậy, người dân luôn là nạn nhân của chiến tranh. Họ chỉ là những người ngoài cuộc, những nạn nhân vô tội. Đó là lý do tôi phải giúp họ. Tôi không có đầu óc chính trị. Tôi không bận tâm. Tôi có gốc riêng của mình trên thế giới. Tôi không bận tâm đến điều đó.
Nhưng quý vị làm gì đây nếu con cái của mình gặp rắc rối? Quý vị không muốn làm gì để giúp sao? Và những người gặp rắc rối cần giúp đỡ. Với tôi, họ giống như những trẻ em, họ bất lực, giống như những trẻ em, không phải sao? Khi mình bất lực, chẳng phải mình giống như khi còn là em bé sao? Khi còn là em bé, mình không làm gì được, mình phải dựa vào ai đó để giúp mình. Cũng vậy với người tị nạn, hoặc người trong khu vực bị thảm họa, hoặc trong vài tình huống bất lợi nào đó, khi họ mất hết mọi thứ, thậm chí mất quốc gia của họ, mất nhà cửa của họ, quý vị hiểu tôi nói chứ, họ trở thành như các em bé, họ thật sự cần được bảo vệ, được giúp đỡ và an ủi, để họ lấy lại lòng tin vào thế giới lần nữa. Quý vị thấy một số bản tin trên truyền hình khắp nơi. Một người bị mất cả gia đình và ông chỉ bồng đứa con sơ sinh chạy vào rừng suốt 40 năm. Có nhớ đoạn phim đó không? Phim tài liệu đó nói về người Âu Lạc Việt Nam bỏ chạy với đứa con 2 tuổi của mình, chạy vào rừng và ông chạm trán những người khác. 2-3 lần ông chạy sâu hơn nữa. Thậm chí từ bỏ căn nhà mới nào đó ông có và bắt đầu lại với 2 bàn tay trắng. Cứ chạy như vậy bởi vì ông bị khủng hoảng trầm trọng, quá hốt hoảng, quá sợ hãi về những gì ông thấy. Mọi người đều biết dù sao một ngày nào đó chúng ta cũng chết, nhưng đột ngột như vậy, tinh thần mình sẽ bị sốc và không còn lý trí nào nữa trong tâm hoặc trong não bộ mình, ngoại trừ chạy trốn khỏi vấn đề đó. Nhiều người bị khủng hoảng như vậy trong chiến tranh hoặc trong bất kỳ cảnh đau thương nào. Một số trẻ em, nếu thấy điều gì đó rất đau thương hoặc hoảng sợ, các em chỉ ngừng nói, không thể nói được nữa. Như vậy đó, ngay cả ở Nhật Bản, tôi đọc thấy trên báo, Hoàng hậu Nhật Bản, một lần nọ, một số người hầu của bà nói xấu về bà và báo chí đăng tin đó, và bà không thể nói một thời gian. Hoàng hậu Nhật Bản. Tưởng tượng xem, đừng nói chi tới người dân không có quyền lực, chỉ có một mái nhà nhỏ và mấy bức tường cho họ để bảo vệ chính họ cùng với gia đình, tránh mưa, tránh nắng và đột nhiên mất hết mọi thứ, nhà cửa bị cháy, người nhà chết. Điều duy nhất ông muốn chỉ là để bảo vệ con trai ông. Thế là ông cùng đứa con bỏ chạy với 2 bàn tay trắng và rừng nuôi họ, núi che chở họ. Chỉ là tôi quá xúc động khi nghĩ tới những người đau khổ quá nhiều. Điều đó lẽ ra có thể tránh được. Ai cũng chết, nhưng bi kịch như thế có thể tránh được. Do đó tôi vui mừng khôn xiết khi thấy Bắc Hàn và Nam Hàn hòa giải với nhau. Và bây giờ họ đã tháo gỡ bom và phá bỏ trạm kiểm soát ở biên giới, và thậm chí không có súng ở biên giới. Bây giờ chỉ có những người giữ an ninh. Quý vị chưa thấy điều đó hả? Ồ, quý vị chưa thấy à? Chưa à? Hôm qua đó, không à? Hay là hôm trước có bản tin đó? Dù sao, đó là lý do tôi rất mừng về điều đó, và họ thật sự có ý muốn hòa bình, hiểu chứ? Thật sự, họ tháo gỡ hết mìn và phá bỏ các tòa nhà kiểm soát giữa các biên giới, và bây giờ không còn súng hay quân đội ở đó, chỉ những người giữ an ninh, không có vũ khí. Chỉ có những người giữ an ninh thôi. Tôi đã xuất quan. Ý nói mỗi tháng, hoặc nếu có thể mỗi tháng, tôi bế quan vài ngày, chỉ để giữ cân bằng hoặc để hồi phục. Tôi phải hồi phục, thành ra không thể cứ gặp quý vị mỗi ngày. Tôi phải hồi phục để có thể tiếp tục. Và tôi phải hồi phục vì thế giới. Quý vị hiểu ý tôi chứ? Tôi mới xuất quan vài ngày, bế quan 4 ngày. Bế quan làm việc trong vô hình. Và rồi đọc thấy bản tin, và tôi mừng quá đổi. Tôi thấy trước quý vị, dĩ nhiên tôi mừng quá. Tôi cười từ đây tới đây. Tôi nói, vậy mới đúng, vậy mới đúng chứ. Thế rồi Ethiopia cũng làm. Cùng thời điểm, Ethiopia hòa giải với các đảng đối lập của họ. Các lực lượng vũ trang cách mạng đối lập, vân vân.
Tôi quá mừng. Tôi nói dù gì đi nữa đều xứng đáng, đều xứng đáng. Thế giới đang đi theo chiều hướng hòa bình ở khắp nơi. Và rồi thủ tướng Israel đi gặp vua của Oman, tìm cách hàn gắn hiệp ước hòa bình trở lại với Palestine. Tôi mừng ơi là mừng. Tôi nói với đội ngũ của mình, tôi phải tiếp tục bế quan mãi mãi. Nên vậy. Ồ phải, tôi thật sự muốn bế quan mãi mãi. Tôi nói với họ, tôi phải, nhưng không thể. Quý vị biết, tôi cũng phải làm việc bên ngoài thế giới. Đó là công việc khác. Bế quan là công việc khác. Khi tôi gặp quý vị hoặc làm giấy tờ và lo liệu mọi thứ, đó là công việc khác. Tôi phải làm cả hai. Tất cả là lỗi tại tôi hết. Tôi có nói rồi, đây cưng, người Ấn Độ hoặc Sri Lanka. Cô ấy vẫn còn khóc, trời ơi, sao cô còn khóc? Tôi không khóc. Tôi nghĩ mũi tôi mẫn cảm, luôn luôn phía bên trái. Đây là phía lãnh nghiệp, luôn luôn bên trái. Vì sao đó luôn luôn xảy ra bên trái. Mặt tôi cũng thay đổi vì điều đó, chỉ ở bên trái. Dù sao tôi còn đỡ hơn nhiều so với nhiều người khác. Thấy không? Nhiều người tàn tật hơn. Ngay cả khoa học gia lỗi lạc như tiến sĩ Stephen Hawking cũng trong tình huống như vậy. Đến nỗi mình không muốn đặt mình vào vị trí của ông ấy. Một bộ óc thiên tài như thế, khoa học gia lỗi lạc của thế giới, vẫn phải chịu khổ như vậy. Đây cũng là cái giá ông phải trả. Chỉ để trở thành khoa học gia và giúp ích cho thế giới, cũng phải trả giá gì đó. Trước đó tôi nói gì? Tôi đã nói gì trước đó? Hòa bình. Hòa bình. Người tị nạn ạ. Hòa bình. Người tị nạn. À đúng rồi, được rồi. Tôi chỉ muốn quý vị biết tại sao. Tôi rất biết ơn Philippines. Bởi vì họ phải làm rất nhiều việc. Việc phụ trội không mời mà đến với quốc gia của họ. Họ không muốn mời thêm công việc nào hết. Người Âu Lạc Việt Nam tự đến. Bởi vì tình hình thế giới, cũng vì chiến tranh nữa. Vì vậy, họ phải làm thêm việc. Họ phải chăm sóc quốc gia của họ. Mỗi chính phủ chăm sóc quốc gia của họ thôi đã có rất nhiều việc rồi. Đừng nghĩ họ chỉ ngồi trong văn phòng và luôn ký giấy tờ và tiếp khách và chỉ có thế thôi. Không đâu, họ phải làm việc nhiều hơn vậy ở hậu trường. Ở hậu trường luôn luôn có người không thích chính sách của họ. Luôn luôn có người than phiền, luôn luôn có người nghèo, thảm họa nào đó, ngoại giao khác nào đó. Có lẽ tình hình không thuận lợi với quốc gia khác, lúc nào cũng rất bận rồi, chăm sóc một quốc gia hàng triệu người. Do đó, một số người luôn chỉ trích chính phủ. Tôi nói đừng làm vậy. Đừng làm vậy. Nếu quý vị lên làm tổng thống, thủ tướng hoặc bất kỳ bộ trưởng nào, quý vị còn làm tệ hơn. Quý vị sẽ không biết phải bắt đầu làm gì. Tôi đã kể quý vị chuyện về một phụ nữ đi chùa cầu nguyện cho nhà vua đang trị vì. Ông là một ông vua rất tệ, nhưng bà cứ cầu nguyện cho ông trường thọ. Và người ta hỏi bà tại sao ông ta là kẻ độc ác mà sao bà cầu cho ông. Bà nói phải, nhưng trước ông ta cũng là một ông vua độc ác. Và trước ông vua đó, có một ông vua độc ác khác, tôi luôn cầu nguyện cho họ xuống ngôi. Và rồi ông vua khác lên ngôi, cũng vậy, hoặc tệ hơn. Và ông vua khác nữa, lên ngôi cũng vậy, hoặc tệ hơn. Cho nên bây giờ tôi chỉ cầu cho ông vua này sống trường thọ mãi mãi, để chúng ta không bị tệ hơn nữa. Có nhớ chuyện tôi kể quý vị không? Đó là điều sáng suốt nên làm. Vậy bây giờ tôi bảo quý vị rằng, bởi vì chính phủ của Philippines, họ cũng đã có vấn đề của họ, có người dân phải chăm sóc. Họ thường gặp thiên tai. Quý vị biết mà, bởi vì tôi yêu cầu quý vị đi chăm sóc họ. Chúng ta làm đôi chút những gì có thể tới khi họ có thể hồi phục. Mỗi người giúp một chút. Tôi cảm thấy xấu hổ là tôi không có nhiều tài chính hơn. Tôi đáng lẽ có nhưng quá bận rộn. Ngoài ra tôi không thể chỉ tiếp tục kiếm tiền. Chúng tôi có thể đầu tư và kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau với ngân hàng này nọ, nhưng tôi không cảm thấy thích lấy tiền của người khác.
Mặc dù chúng ta đầu tư vào ngân hàng, mình có quyền có tiền lời, nhưng tôi không muốn. Tôi không biết tất cả tiền lời này từ đâu đến. Vì thế, tôi chỉ cho bất cứ gì có trong tay qua công việc của mình. Chúng tôi không mượn từ ngân hàng, không đầu tư để có thêm nhiều tiền. Chúng tôi có thể làm tất cả điều đó. Chúng tôi có quen biết và có cách để làm những việc này. Nhưng tôi nghĩ bất cứ gì Thượng Đế cho là ổn rồi. Dù sao, ngay cả khi ấy, người tị nạn Âu Lạc Việt Nam đang ở đó bởi vì tôi cứ đi cầu xin và khẩn khoản. Họ phải thay đổi luật mới có thể nhận người Âu Lạc Việt Nam và điều đó không dễ. Họ phải họp với nhau và có một số người ủng hộ, một số chống, biết không? Không phải như ai cũng sẽ đồng ý với ý kiến của Tổng thống hoặc Thượng nghị sĩ. Họ phải bàn luận và phải thương lượng. Bất kỳ hệ thống nào, khi nhiều người ngồi với nhau, luôn luôn có người ủng hộ và có người chống đối. Quý vị nhìn người Mỹ thì biết, phải không? Họ chỉ có hai đảng thôi mà có quá nhiều công việc để giải quyết rồi. Giống vậy. Mỗi quốc gia đều giống vậy, bởi vì mỗi quốc gia tự do, họ không có một hệ thống độc tài. Họ bỏ phiếu tự do. Vì vậy, ngay cả những người phản đối quý vị, đảng của quý vị cũng phải chấp nhận họ trong quốc hội hoặc trong thượng. Nên vì điều đó thì cũng tốt và cũng không tốt. Tốt bởi vì chính phủ không thể là... Anh nghe tiếng Hoa à? Ồ dạ không, không, con đang nghe, con chỉ đang nghe. Ừ, anh quên hả? Ờ, không sao. Nó nghe lớn hơn, không sao, tôi cũng quên. Đôi khi tôi đeo kính trên đầu mà cứ tìm khắp nơi. Bởi vì tôi đến chăm sóc chó và rồi khi trở lại, tìm kính khắp nơi. Bây giờ tôi có thêm vài cặp kính, tôi thông minh hơn. Tôi để kính ở đây, kính ở đó. Thế mà vẫn đi tìm bởi vì tôi lấy kính từ đây. Rồi đi làm việc ở đó rồi không biết kính ở đâu nữa, tôi già rồi hay sao đó. Thôi được rồi. Tôi vừa nói gì? Thấy không? Đó là bằng chứng tôi đang già đi. Cái gì? Trước đó chúng ta nói gì? Thay đổi luật. Thay đổi luật. Thay đổi luật không phải như được ta thay đổi luật bởi vì ta là tổng thống. Họ sẽ hỏi quý vị tại sao? Người Philippines sẽ được lợi gì từ đó? Người dân chúng ta đã phải kiếm việc làm ở nước ngoài rồi. Tại sao còn muốn nhận những người bơ vơ này? Vô gia cư, vô tài sản. Và thậm chí mình không biết họ. Họ sẽ làm gì cho quốc gia chúng ta? Hoặc liệu họ có là người tốt hay xấu hoặc rắc rối gì chăng? Cho nên không dễ về đâu. Và rồi cũng có phe đối lập. Và mỗi quốc gia họ cũng có đảng xã hội chủ nghĩa nào đó. Ở Philippines cũng vậy. Và dĩ nhiên họ sẽ chống lại quyết định đó. Nhưng giáo hội Công giáo, Hội đồng Giáo hội Công giáo trong Hội Thiên Chúa giáo, Hội đồng lãnh đạo, Tinh mục Hồng Y và tất cả những người nhân từ này, họ hối thúc chính phủ nhận người tị nạn bởi vì lúc bấy giờ không ai muốn nhận thêm người tị nạn Âu Lạc Việt Nam nào nữa. Chỉ bắt Hồi Hương thôi. Đó là thời điểm kết thúc của tất cả chương trình nhân ái cho người tị nạn. Nên chỉ có 5.000 người sẽ trở về Âu Lạc Việt Nam. Và quý vị có thể thấy trên báo, người tị nạn tự tử, họ dùng dao tự đâm vào bụng và tự cắt cổ họ, làm bất cứ gì để phản đối Hồi Hương. Một số người đã làm vậy, tôi thậm chí phải đến thăm họ trong bệnh viện. Một số người sống sót nhưng khó qua khỏi, gần chết rồi. Hoặc họ tuyệt thực chỉ để phản đối bởi vì họ rất sợ trở về Việt Nam. Tôi nói rồi, tất cả tuyên truyền thật sự có hiệu quả, dĩ nhiên quảng cáo có tác dụng. Thành ra họ chi tiền, tất cả các công ty lớn họ chi hàng triệu tỷ để quảng cáo. Nó cũng ảnh hưởng tôi nữa. Bình thường tôi không thích uống Coca-Cola hoặc mấy thứ như thế, nhưng có lúc xem trên truyền hình. Tôi nhớ có một thứ như là Coca-Cola và tôi uống một ly, được thôi. Tại sao cả ngày cứ nghĩ tới Coca-Cola? Chỉ uống một ly rồi yên ổn và tiếp tục công việc của mình. À, tôi nghĩ về đó.
Nhưng không phải vậy. Tôi bảo họ mua cho tôi một, hai chai rồi tôi uống chỉ vài ngụm thôi, xong rồi. Không thấy ngon, không thấy gì cả. Tôi mới dùng túi nhựa quấn quanh miệng chai và rồi tôi bịt nó lại, cất trong tủ lạnh. Rồi, lần sau nếu tôi bị xúi giục nữa, bởi quảng cáo ma mị nào đó trên TV, đôi khi tôi phải xem nó, không biết sao, nhưng nó chỉ khiến mình... Và rồi tôi sẽ uống, và mùi vị thậm chí còn tệ hơn vì nó đã ở trong tủ lạnh nhiều tuần rồi. Mùi vị chỉ như đường, không có ga, nước đường và đắng. Và không biết là gì nữa, tôi nói gớm, rồi nhổ nó ra. Tôi lại cất vào tủ lạnh. Tôi cố tình làm vậy. Ừ, cứ cười đi. Tại sao? Quý vị được phép cười hay không? Bên ngoài có nói gì rằng quý vị không được phép cười không? Tôi thích nghe tiếng cười của quý vị, như vậy tốt, nó tạo ra năng lượng tốt. Họ có yoga cười, phải không? Tôi kết hợp. Luôn luôn kết hợp công việc với vui đùa để làm quý vị cười. Tôi không có yoga cười chính thức ở đây, nhưng quý vị cũng cười hoài. Như vậy tốt. Quý vị quá lịch sự. Tôi đoán người Tây Phương rất e dè. Nếu tôi trực tiếp nói chuyện với người Âu Lạc Việt Nam hoặc người Hoa, họ sẽ cười thả ga. Lần sau quý vị không cười, thì đi xuống phía sau đó và để mấy người Hoa lên đây. Hãy chắc chắn là nghe được quý vị. Tôi không nghe gì hết. Quý vị có cười hay không? Dạ có. Không nghe thấy gì hết. Dạ có cười. Tôi chưa nghe thấy. Dạ có cười. Được rồi. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Được rồi, không có chi. Trước đó nói gì vậy? Coca-Cola ạ. Coca-Cola. Tôi cố tình làm vậy. Bình thường mấy lần đầu, tôi không biết điều đó. Chỉ là tôi rất tiết kiệm. Nếu không thể ăn hết phần còn lại, tôi để dành cho lần sau. Nhưng bây giờ tôi biết rằng nó không ngon, nhất là Coca-Cola cũ, nên tôi sẽ cất vào tủ lạnh lại. Bây giờ tôi cố tình làm vậy bởi vì càng để lâu nó càng dở, để ảo tưởng sẽ biến mất. Tốt, tốt. Tuy nhiên, đôi khi họ quảng cáo hoặc làm điều gì đó thì tôi vẫn muốn nó, hoặc có lẽ người nào đó gần tôi thích uống Coca-Cola. Nói quý vị hay, họ ảnh hưởng mình. Thật đó, tôi không thật sự thích bánh pizza thuần chai cho lắm. Ở Ý, đôi khi tôi đi, nếu phải đi ăn ngoài và không có gì khác thì ăn vậy dễ hơn, vì mình có thể đặt pizza không cho cái gì vào. Nhưng mì Ý, quý vị không biết đâu, một số mì Ý có trứng, một số mì Ý không có trứng. Nên chỉ khi nào quý vị mua hoặc tự mình làm thì mới biết chắc chắn. Nếu vào nhà hàng ăn mì Ý thì không bao giờ biết chắc chắn. Thành ra tôi không ăn, chỉ ăn bánh pizza, nó đơn giản. Quý vị không thể cứ ngồi trong nhà hàng hoặc quán cà phê chờ người nào đó và chỉ uống nước thôi. Người ta ăn xung quanh và quý vị chiếm lấy một cái bàn mà không ăn gì sao? Lần sau quý vị đi vào, họ sẽ nói chúng tôi hết chỗ rồi. Mua mang về, quý vị không thể vào. Cho dù có nhiều bàn trống, họ sẽ nói chúng tôi không còn chỗ. Nếu quý vị hỏi cái bàn đó, ồ, bàn đó đã được đặt trước rồi. Nào, hồi nãy nói gì vậy? Cái gì? Ờ, tôi cũng không thấy thích pizza. Thật sự không thích bánh pizza. Và dạo này ngay cả trong nhà bếp chúng ta, thỉnh thoảng họ làm pizza thuần chay và họ đưa cho tôi vài phần. Tôi chỉ ăn vài miếng và rồi chó sẽ thưởng thức. Thế rồi họ nghĩ sư phụ ăn rất nhiều, lần sau họ đưa cho tôi thêm. Thêm nhiều bánh pizza. Mấy chú chó mừng lắm. Nhưng khi ai đó ở gần tôi, người nghiện bánh pizza, thì tôi sẽ muốn bánh pizza mỗi ngày và sẽ ăn nguyên cả cái pizza, cả một cái bánh lớn. Ban đầu tôi hứa như được rồi, tôi chỉ ăn vài miếng và sẽ cho quý vị phần còn lại. Như thường lệ, tôi nghĩ đó là chuyện bình thường khi không có chó xung quanh, thì còn ai khác sẽ ăn cả cái bánh pizza lớn như thế. Bản ngã, sư phụ, đại ngã. Ăn nguyên cả cái bánh pizza, nuốt lời hứa. Và rồi tôi nhớ ra và nói, ồ, xin lỗi, tôi ăn hết rồi, ăn hết rồi. Lúc nào quý vị cũng ra ngoài mua được mà, ha, không thành vấn đề. Họ nói, ồ, dĩ nhiên không thành vấn đề, sư phụ. Họ nói không vấn đề gì, nhưng họ nghĩ, ồ, sư phụ, ngài nói không thích bánh pizza.
Mà nhìn ngài kìa, ngài ăn cả cái pizza không cho chúng con miếng nào, thậm chí không còn một mảnh vụn. Đại ngã đã ăn bánh. Không xấu hổ, không gì hết, chỉ thưởng thức thôi. Tôi mừng là có ai như thế thỉnh thoảng ở gần bên để tôi có chút cơ hội có thể thưởng thức món gì đó. Giống như ở Ấn Độ, tôi phải uống trà mỗi ngày, trà chai. Tôi phải uống trà chai mỗi ngày. Có rất nhiều trong đạo tràng, dù không còn thức ăn, nhưng luôn luôn có trà chai. Vì vậy, tôi mua một ít mì và họ có trà chai nóng. Tôi không có gì để nấu nước, không được phép vào trong bếp. Ý nói nhà bếp không có gì để nấu. Sau khi nấu xong, họ dọn cất mọi thứ. Vì vậy, tôi dùng trà chai nóng và bỏ mì vào đó. Mì ăn liền. Chỉ có một loại mì ăn liền tôi có thể ăn, mì cà ri, loại duy nhất, mấy loại khác không phải thuần chai. Và tôi cho mì vào đó đậy nó lại bằng cái ăn của tôi trong trà chai và mì cần thời gian lâu hơn mới mềm, nhưng mì sẽ mềm và mình vẫn thưởng thức được. Thế nên nếu đến Ấn Độ, quý vị có thể làm như vậy. Mẹo hay, đó là cách tôi sống sót. Bởi vì đôi khi nếu tôi làm việc và sau đó đi vào phòng ăn thì không còn gì để ăn, hoặc chỉ vài miếng rau xà lách mà họ không muốn ăn. Trời ơi, tôi nói nhiều quá. Từ Âu Lạc Việt Nam sang Philippines, sang Ấn Độ. Trước đó là gì? Quý vị dường như luôn biết mọi điều. Hả? Coca-Cola, pizza. Tôi muốn nói là sự tuyên truyền thật sự có hiệu quả. Dạ phải, sự tuyên truyền hoặc năng lượng của người khác xung quanh mình. Bởi vì năng lượng là năng lượng, quý vị không thể cấm nó đến với quý vị, đi vào từ trường của mình. Thành ra một số xã hội, họ chỉ rời khỏi sự ồn ào tất bật của thế giới và họ chỉ ở chung với nhau. Như xã hội dòng Essenes, như người Amish, họ không tương tác quá nhiều với thế giới, ngoại trừ những gì cần thiết. Họ ở cùng nhau giữ niềm tin của họ vững mạnh, năng lượng của họ theo cách họ muốn. Đó là tại sao các giáo đoàn tăng ni được hình thành. Và họ chỉ muốn sống cách xa ra. Và muốn sống cách xa ra thì quý vị phải sắp xếp lại đời sống để giảm chi phí và nhu cầu của mình. Vì vậy, người xuất gia chỉ mặc đơn giản, chỉ một loại y phục, một hoặc hai bộ, và sau đó, nếu không có tiền, thì đi khất thực, hoặc đi đào một số, hái một số mầm lá hoặc một số ngó sen, đại khái vậy, để sống qua ngày. Và rồi quý vị có thể dùng thời gian của mình để ở cùng với những người cùng chí hướng đơn giản, có tâm linh thuần khiết, nhưng không phải ai trở thành người xuất gia cũng thật sự nhận ra những gì họ muốn và cũng sẽ đi sai đường. Quý vị hiểu tôi nói không? Và rồi thay vì theo sự thuần khiết, sùng bái Thượng Đế, họ đi lạc đường và vì sao đó có lẽ trở nên mê tín hoặc làm điều này điều nọ. Pha trộn mọi thứ, rồi nó không còn giống nữa. Và rồi ma vương sẽ dùng ham muốn hoặc tham vọng của họ để dẫn họ đi lạc lối. Lúc bế quan, có lẽ chúng ta có nhiều thời giờ hơn, tôi sẽ đọc quý vị nghe về điều đó. Tôi sẽ giải thích và đọc đủ loại ma đến với quý vị, đủ loại quỷ đến cám dỗ quý vị, và quý vị sẽ trở thành như thế nào và làm sao ngăn tránh được điều đó. Từ Kinh Lăng Nghiêm của Phật giáo. Kinh đó rất quý báu. Kinh nói rằng, khi đến thời mạt Pháp, như Đức Phật đã viên tịch quá lâu rồi, thì Pháp đó sẽ là Pháp đầu tiên biến mất. Bộ kinh đó sẽ là bộ kinh đầu tiên biến mất. Đó là một bộ kinh rất quý báu. Bên trong kinh có nhiều lời khuyên. Bên trong kinh có nhiều Bồ Tát, nhiều đại đệ tử của Ngài. Nói về Pháp thiền nào là tốt nhất, thích hợp nhất cho những linh hồn vĩ đại và những linh hồn trung bình cũng như những linh hồn thấp hơn. Ý nói đẳng cấp tâm linh thấp. Không có gì như là linh hồn thấp, linh hồn cao, chỉ là có nhận thức hơn nhé. Những linh hồn nhận thức cao hơn hoặc nhận thức trung bình hoặc nhận thức thấp hơn là như vậy đó. Đức Phật, dĩ nhiên tôi đã kể với quý vị trước đây lâu rồi, rằng sau khi Ngài hỏi tất cả các đệ tử của Ngài
Và các Bồ Tát tu pháp môn nào, tất cả họ liệt kê pháp môn khai ngộ đầu tiên của họ. Và rồi Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm cũng liệt kê pháp môn này, đó là pháp môn nhĩ căn. Và rồi một trong các đại đệ tử của Ngài, bây giờ tôi không nhớ tên, lúc đó tóm tắt lại và nói, dĩ nhiên, xét cho cùng. Pháp môn âm thanh thiên đàng nội tại, pháp môn nhĩ căn, pháp xoay tánh nghe trở về vẫn là pháp tốt nhất, thích hợp nhất và lâu bền và đáng tin cậy nhất. Bởi vì mọi pháp khác, như nếu quý vị nương vào mũi để ngửi hầu được khai ngộ, nương vào hơi thở hầu được khai ngộ, mọi pháp khác đều không đáng tin cậy. Nếu không có khứu giác thì làm sao quý vị tu? Ví dụ như thế. Và nếu không có xúc giác thì quý vị không thể đạt khai ngộ, không phải sao? Đó cũng là những điều chư Phật Bồ Tát thảo luận trong bộ kinh đó. Vì vậy tôi rất thích bộ kinh đó. Nó cô đọng với pháp môn khai ngộ, pháp môn tốt nhất, đáng tin cậy nhất và nhanh nhất, và cũng kết hợp cách để nhận biết nếu mình đi lạc lối, và tại sao mình đi lạc lối, và làm thế nào để có thể tự cứu mình. Khi bế quan, nếu quý vị đến dự, tôi sẽ có nhiều thời giờ hơn để đọc và giải thích cho quý vị. Ngay bây giờ. Ồ, Đức Phật mình không thấy đâu cả. Phật đáng thương. Trời ơi! Trông như chúng ta có bế quan cả ngày ở đây. Lúc nãy nói gì? Thôi kệ, chúng ta trở lại chuyện tóc bạc. Tôi có nhiều tóc bạc. Nhưng tôi không phải chờ tóc bạc nhắc mình. Tôi không cần phải sống 84.000 năm để biết điều đó. Đức Phật, dĩ nhiên, Ngài sống lâu, hầu có thêm nhiều nhân duyên với mọi chúng sinh. Càng sống lâu, Ngài càng có thể tạo nhiều nhân duyên. Và rồi sau đó, khi thành Phật, Ngài có thể giúp họ nhiều hơn. Được rồi, nào. Ngay cả lúc bấy giờ, Ngài không phải là Phật, nhưng như là Thiên Vương, nên tên Ngài là Makadeva. Bây giờ Đức Phật thấy tóc bạc, Ngài trở nên rất lo âu rồi. Thế nên đúng vậy, Ngài biết thời gian của Ngài không còn lâu, nhưng không phải như vậy. Ngài vẫn còn 84.000 năm nữa, khoảng đó, để sống tiếp. Không phải như Ngài sắp chết, như 10 năm nữa, hoặc thậm chí 100 năm nữa, không, 84.000 năm nữa. À, 84 có nghĩa là rất nhiều, nhưng không có nghĩa chính xác là 84.000 nhé. Tại Ấn Độ lúc bấy giờ dường như họ có con số nào đó cố định. Nếu rất nhiều thì họ nói là 500, và nhiều hơn nữa là 2.000. Nhiều hơn nữa thì 84.000. Vì vậy, Đức Phật luôn đề cập như Pháp có 84.000 cửa, 84.000 pháp môn, và 6 bộ kinh, 84.000 vô lượng kiếp, 84.000 kiếp, hoặc 9 vạn, biết không? Họ nói như vậy. Đó là một con số cố định. Và nếu rất nhiều hơn con số họ có thể nghĩ tới, thì họ nói hàng hà sa số. Giống như chúng ta bây giờ, chúng ta nói nhiều vô số. Numerous, okay? Vậy, bây giờ còn sống tới 84.000 năm nữa, mà ông đã lo lắng khi nhìn thấy sợi tóc bạc rồi. Ông cầm sợi tóc bạc trong tay, cất vào trong túi. Sau đó, ông đi ra đi vô khu vườn, đi quanh quẩn, và rồi cảm thấy rất sợ hãi, rất bồn chồn, rất lo lắng, và phiền muộn trong lòng. Và rồi ông nói, đã đến lúc ta phải đi tu. Tu thiền, ẩn tu. Bằng không, ta sẽ không còn công đức nào để trở thành vua nữa. Ta sẽ tuột xuống nấc thang của sự tiến hóa, và trời mới biết ta sẽ như thế nào.
Rồi ông triệu tập tất cả tùy tùng, gồm cả hàng trăm con trai và con gái, hoàng tử và công chúa của ông. Họ sống quá lâu, dĩ nhiên họ có thêm nhiều con cái, và mỗi một người sẽ có một nơi trong vương quốc để cai trị. Và rồi sẽ có một hoàng thái tử. Rồi nhà vua triệu tập tất cả họ và tất cả bá quan văn võ và một số nhân vật đại diện quan trọng trong quốc gia. Tất cả cùng đến và nhà vua phán: bây giờ ta muốn từ bỏ vương quốc, từ bỏ ngai vàng. Ta phải đi vào rừng sâu, tránh xa thế sự để tu hành hầu trở thành thiên vương. Bây giờ nhà vua muốn gieo duyên với các thiên nhân. Được rồi, nhưng lúc đó có lẽ nhà vua không nghĩ như vậy, mà đó là tâm thức cao đẳng của Phật biết điều đó hướng dẫn nhà vua làm như vậy, chứ không phải đầu óc của ông ý thức được đó là điều ông nên làm. Và tại sao ông sẽ trở thành vua? Tại sao ông phải nên trở thành thiên vương? Rồi lúc đó mọi người rất ngạc nhiên và hỏi: tại sao? Bệ hạ đã cai trị sáng suốt, sung túc, chúng thần đều rất vui khi có ngài. Vương quốc chúng ta không thiếu gì cả. Sao bệ hạ phải vào rừng xuất gia, thiếu thốn mọi tiện nghi và sự sang trọng hoàng gia? Sao bệ hạ phải làm như thế? Nhà vua lấy ra sợi tóc bạc và cho họ xem: nhìn đây, tóc trẫm đã bạc, một sợi tóc. Trẫm phải đi, trẫm già rồi. Ông không biết già có nghĩa là gì ở thế giới này. Nếu ông đã già thì tôi còn chưa chào đời. Cho tới thời đại tương lai. Nhìn xem, tóc trẫm bạc rồi, bây giờ trẫm già rồi, trẫm phải từ bỏ mọi thứ trẫm có bây giờ để đi tu hành tinh tấn, hầu có thể đạt công đức nào đó để tái sinh, lên thiên đàng, làm thiên vương. Dĩ nhiên lúc đó, hoặc bất kỳ thời điểm nào, giai đoạn nào khác trong lịch sử con người, họ luôn có một số giáo lý như Phật ra đời và bảo mình phải làm gì. Nếu muốn thành A-la-hán thì phải làm gì? Nếu kiếp sau muốn thành trưởng giả thì phải làm gì? Nếu muốn sinh vào hoàng tộc thì phải làm gì? Nếu muốn sinh lên thiên đàng thì phải làm gì? Nhớ điều đó không? Bát chánh đạo đó, quý vị có thể là thiên vương, hoặc có thể chỉ là rắn thần Naga, loài thủy tộc. Có lẽ là long vương, nhưng vẫn là loài thủy tộc. Không có nhiều lực lượng, không có nhiều công đức và chỉ sống dưới nước. Quý vị có một chút lực lượng, một chút thần thông, nhưng thế thôi. Không thể được giải thoát, hoặc không hy vọng được giải thoát. Nếu không tu theo cách nào đó, nếu không gặp Phật, nên ông nói, bây giờ trẫm muốn làm thiên vương, bởi vì trẫm đã vui hưởng tất cả tiện nghi, xa hoa, hạnh phúc và hỷ lạc trên thế gian. Bây giờ trẫm muốn vui hưởng hỷ lạc trên thiên đàng, trẫm phải đi tu theo cách nào đó. Thế là nhà vua chỉ định hoàng thái tử cai trị vương quốc. Sau đó nhà vua đi vào rừng suốt 84.000 năm, tu hành tinh tấn không ngừng. Nhà vua đi vào rừng xoài và trở thành Makadeva. Có lẽ đó là vì sao tên ông là vua Makadeva, và có lẽ Makadeva là tên của vương quốc đó và khu rừng thuộc về vương quốc đó. Thế là ông đi tu suốt 84.000 năm, và dĩ nhiên ông tái sinh sau khi ông chết. Công đức của ông đã hết, ông chết. Rời khỏi nhục thể, ông đi lên trở thành thiên vương, bởi vì ông tu hành tinh tấn. Còn quý vị muốn đến nơi cao hơn thiên đàng, mà quý vị tu hành như thế đó, thế này, thế đó. Quý vị muốn đi xa hơn thiên đàng, vượt ngoài thiên quốc bình thường, chúc may mắn nhé. Tại sao không? Pháp môn Quán Âm, sư phụ Thanh Hải rất mạnh mẽ, có thể làm bất cứ gì, không thành vấn đề. Chúc may mắn.
Nhà vua vẫn còn 8 vạn 4 ngàn năm. Đó là thông điệp tôi muốn nói với quý vị. Còn gì khác ở đây không? Ông thấy là ông vẫn còn 8 vạn 4 ngàn năm để sống, để cai trị vương quốc trong hỷ lạc và hạnh phúc, xa hoa và tiện nghi. Thế mà ông vẫn lo lắng nhiều vậy rồi. Cần 8 vạn 4 ngàn năm tu tập pháp môn nào đó để trở thành thiên vương. Thiên đàng này là thiên đàng bình thường, có lẽ thiên đàng Atula, có lẽ thiên đàng cảnh giới thứ ba. Bên trong các thiên đàng hữu hoại này, nghĩa là nó vẫn có thể bị hủy diệt hoặc có lẽ bị đổi mới chỗ nào đó khác. Giống như những thứ trên thế giới này, một số không lâu, một số không bền, một số có thể mục nát theo thời gian. Nên những thiên quốc đó không phải mãi mãi. Và ông là một trong những vị vua trên đó. 8 vạn 4 ngàn năm dài, ông tu hành khổ hạnh, từ một vị vua đầy tiện nghi, quyền lực và cai trị cả vương quốc, ông trở thành người vô danh, chỉ là người xuất gia khổ hạnh tầm thường trong rừng rậm lạnh lẽo khắc nghiệt. Nơi đó còn là một rừng xoài. Có lẽ ông ăn xoài mỗi ngày. Quý vị có thể ăn bao nhiêu quả một ngày? Quý vị ăn xoài mỗi ngày được không? Dạ được. Vậy thì quý vị có thể trở thành thiên vương. Trong 8 vạn 4 ngàn năm, mỗi ngày quý vị chỉ phải đi hái vài lá cây, hái vài quả xoài, nếu đó là màu xoài. Xoài không nở hoa, không ra trái suốt ngày, mỗi ngày, mỗi năm, phải không? Quanh năm. Không. Rồi quý vị phải đi đào củ, hái mầm lá và một số loại dâu rừng và quả dại khác. Và suốt 8 vạn 4 ngàn năm quý vị làm được không? Dạ không. Không, dĩ nhiên là không. Quý vị không có kiểu quyết tâm này để giúp chúng sinh. Tôi thật sự ghét hệ thống này. Tôi đã nói với quý vị lần trước. Tôi nói ở đâu đó rồi. Có lẽ không phải với quý vị mà nhóm làm việc. Tôi ghét hệ thống này. Tôi thật sự muốn phá vỡ nó. Hoặc là về, hoặc là kia, hoặc là cứ tiếp tục làm như vậy. Là quá khổ cực cho một vị Phật. Quá khổ cực cho bất kỳ ai. Chính mình phải tái sinh ở chỗ này, chỗ kia. Lúc làm người hầu, lúc làm cá, lúc làm nai, lúc làm ngỗng. Và người ta thậm chí nhổ hết lông ngỗng vì lòng tham. Ngỗng với bộ lông bằng vàng, ngỗng có thể nhổ một sợi lông và đưa cho gia đình mỗi ngày để nuôi gia đình. Nhưng rồi bà vợ người kiếp trước của ngỗng nghĩ rằng nếu nhổ hết lông thì nó sẽ tự mọc lại và họ sẽ giàu có. Và rồi nhổ hết lông của ngỗng trong một ngày. Ngỗng không những phải trải qua đau đớn mà còn mất hết lực lượng. Từ đó trở đi không còn mọc lông bằng vàng nữa. Và rồi họ mất hết tất cả. Người tu hành chúng ta cũng giống vậy. Đừng ép vị sư phụ luôn luôn phải gặp quý vị hoặc nhìn quý vị. Hiểu ý ta nói chứ? Hoặc trường ra trước mặt Ngài mỗi ngày, đến nơi ở của Ngài và ép Ngài phải chịu đựng quý vị mỗi ngày hoặc mỗi lần quý vị đến. Sư phụ cũng cần phải hồi phục bởi vì năng lượng Ngài đã dùng cho đệ tử cũng như cho thế giới, cho những người cần hơn, ví dụ vậy. Nếu mà tham lam, thì có lẽ cuối cùng chúng ta cũng sẽ mất hết mọi thứ. Vì vậy, lần trước, họ dựng mái lều lớn trước hang động của tôi, che hết mọi thứ, che luôn tất cả cây cối, và một số cây đã chết, và tôi phải khiển trách họ. Rồi tôi phải dỡ nó xuống. Không phải vì tôi quan tâm đến mảnh đất đó, mà bởi vì nếu họ làm vậy, người Đài Loan Formosa sẽ không có công đức, hoặc bất cứ ai đến đó cũng không có. Đó là một vấn đề quá ép buộc. Và quý vị không nên làm vậy mà không hỏi. Nếu đến nhà người nào đó, quý vị hỏi trước, tôi đến nhà quý vị được không? Tôi sẽ dựng lều trước nhà quý vị. Tôi làm vậy được không? Cho dù chủ nhà không có ở đó, quý vị cũng phải chờ câu trả lời, đúng không? Quý vị không thể cứ chỗ nào cũng vào và chỉ vì người chủ đó mến khách và mời quý vị một hai lần đến đó. Vì dịp đặc biệt nào đó, với tất cả tình thương và mến khách, đó không có nghĩa là quý vị có thể cứ tự mình lấy. Nó khác. Nó khác khi người nào đó tình nguyện đưa cho quý vị. Và khi quý vị ép buộc người đó đưa cho quý vị, có khác không? Dạ khác. Dĩ nhiên là khác.
Một sự khác biệt rất lớn, phải không? Dạ phải, vậy không tốt. Như thế không tự nhiên, không tốt, và quý vị tạo nghiệp. Quý vị không thể cứ nói, bởi vì tôi ở gần sư phụ, gần hang động của Ngài, và rồi tôi sẽ có công đức hoặc sự gia trì. Ồ, không, không, không. Không có công đức khi quý vị ép. Ở đâu cũng vậy. Ma vương sẽ không cho phép điều đó. Cho dù sư phụ cho phép điều đó, quý vị cũng không thể có được. Vì ma vương tính toán mọi thứ. Đó không phải là chỗ của quý vị. Năm giới luật. Đừng lấy gì không phải của mình. Đừng lấy gì không được cho. Hiểu không? Được rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn nói với quý vị, đừng chờ 84.000 năm để cai trị căn nhà nhỏ trong vương quốc quý vị. Và rồi chờ tóc bạc của quý vị mọc ra. Và rồi run rẩy toát mồ hôi. Ông toát mồ hôi. Nhà vua lo lắng, run rẩy. Và ông cảm thấy một chút năng lượng đã rời khỏi thân thể ông. Bởi vì ông quá sợ. Đến nỗi ông run rẩy và toát mồ hôi. Ông cảm thấy như linh hồn đã rời ông. Sợ đến như vậy. Vì ông là người thông thái. Không phải một vị vua vô minh hay là một người phàm vô minh. Ông là một vị vua thông thái. Ông cai trị vương quốc bằng tình thương, bằng nguyên tắc và dĩ nhiên. Ông vốn là Phật. Vì vậy, ông biết rằng nếu không bắt đầu bây giờ, ông sẽ không có thời gian. 84.000 năm mà không có thời gian. Và quý vị còn bao nhiêu năm nữa? Tôi không muốn nói gì hết nha. Nhưng với tôi cảm thấy như có thể là ngày mai. Có thể là tuần sau. Tôi cảm thấy thời gian của tôi thật quý báu. Thật quý báu. Đến nỗi mỗi ngày tôi cảm thấy tiếc cho bản thân mình. Nếu không có đủ thời gian để thiền, hoặc không thiền nhiều. Quý vị hiểu ý tôi không? Hoặc không nghỉ ngơi đủ, hoặc không bình phục. Tôi cảm thấy rất tiếc cho bản thân bởi vì thời gian rất quý báu. Thời gian không đợi mình. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua rồi. Tôi không nhớ là tôi 40 tuổi là hồi nào, đừng nói chi thời gian trước đó. Có người ở cạnh tôi hỏi cô bao nhiêu tuổi? Bởi vì nhìn cô trẻ trung và xinh đẹp. Con 40 tuổi rồi, thưa sư phụ. Nói một cách hãnh diện, tôi nói, ôi trời ơi, tôi không nhớ tôi 40 tuổi là hồi nào nữa. Từ khi chúng tôi tán gẫu vớ vẩn. Đừng bận tâm, không sao. Quý vị biết mà, phải không? Tôi cũng tán gẫu, chỉ để làm họ vui. Cho có vẻ thân thiện và dân chủ. Không phải minh sư. Ồ, không thể tiếp cận. Không thể nói, không thể cười trước mặt Ngài. Cái này ngược lại. Quý vị không cười. Tôi muốn quý vị cười, cảm thấy vui. Đừng quá dè dặt. Có lẽ quý vị đã học với mấy vị thầy khác trước đây và họ vô cùng nghiêm túc này nọ, nhưng thật ra họ phải như vậy. Thầy phải nên nghiêm, bằng không người ta cứ muốn đến và đụng vào mình. Tôi đi gặp một số đệ tử và họ muốn nắm khăn choàng của tôi. Rồi lỡ tôi bị ngạt thở thì sao? Quý vị hiểu tôi chứ? Tôi có thể ngạt thở nếu họ làm vậy. Phải luôn luôn bảo vệ bản thân. Tôi nói được, từ từ thôi. Chỉ chạm tay thôi nhé, đừng nắm lấy. Bây giờ tôi già rồi. Xương không giống như hồi còn trẻ nữa. Nó có thể đau. Đôi khi nó đau chỗ này, chỗ kia. Khi có ai chạm vào, mình cảm thấy, ồ, mình có xương, nó than phiền. Rồi bây giờ tôi đi, quý vị đi ăn. Dạ, cảm ơn sư phụ. À, cảm ơn sư phụ rất nhiều. Nếu quý vị muốn đi lên, chỉ người Tây Phương thôi, không phải những người khác. Mà ở các quốc gia Tây Phương, chỉ người Tây Phương, nhìn giống người Tây Phương, người da đen, da trắng và da đỏ. Còn người da vàng thì không, nhé. Tôi chỉ muốn mời người Tây Phương, bởi vì nếu mời tất cả người da vàng thì tôi không cần phải mời, họ đã ở đây rồi. Đi nào, có lẽ hôm nay họ có món gì đó ngon. Lên ăn với tôi nhé. Cảm ơn sư phụ. Tất cả quý vị. Người Tây Phương. Bởi vì quý vị có lẽ không quen với thức ăn Trung Hoa. Thức ăn Âu Lạc Việt Nam này. Nên có lẽ họ có món gì đó như pizza thuần chay như lần trước. Họ nướng cho tôi nhưng tôi chỉ ăn một miếng. Một miếng. Và rồi phần còn lại tôi cũng cho bởi vì họ thích. Họ thích thức ăn dư của sư phụ. Trời ơi. Quý vị giống như ma đói. Ma đói mới thích thức ăn dư. Trong vòng 9 phút, dĩ nhiên tôi có thể cho quý vị. Rồi đi, đi nào.
Cảm ơn sư phụ. Rồi chúc quý vị bình an, vui vẻ. Cảm ơn sư phụ. Thượng đế ban phước. Phật Bồ Tát gia hộ. Cảm ơn sư phụ. Chào nha. Dạ chào ngài. Người nào đi về thì có thể lấy một ít. Cảm ơn sư phụ ạ. À. Không có chi. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn sư phụ, con thương ngài. Cảm ơn người quay phim, cảm ơn hộ pháp, cảm ơn quý vị đã hỗ trợ. Cảm ơn sư phụ ạ. À. Tạm biệt sư phụ. Đội ngũ truyền hình vô thượng sư cũng có thể lên nhé. Đi nào, đi nào, đi nào. Cảm ơn các thông dịch viên. Cảm ơn quý vị đã thông dịch. Cảm ơn tất cả người quay phim, hộ pháp, nhà bếp. Cảm ơn tất cả quý vị đã làm việc với tình thương. Cảm ơn quý vị. Rồi, các thông dịch viên có thể đến nhìn. Tôi không nói nữa, đến đây. Từ đâu đến? Dạ, người Hoa. À, người Hoa. Người Đài Loan, Formosa. Tiếng Anh, người Đài Loan, Formosa hả? Hay người Đài Loan? À, tiếng Đài Loan, Formosa. Người Mông Cổ. Tiếng Anh. Người Đại Hàn. Âu Lạc. Âu Lạc Việt Nam, Âu Lạc. Hai người Âu Lạc. Tại sao? Con dịch tiếng Trung. Giúp kỹ thuật hả? Kỹ thuật viên phải không? Cái gì? Tiếng Anh ạ. À. Tiếng Âu Lạc Việt Nam sang tiếng Anh. À, tiếng Âu Lạc sang tiếng Anh. Và rồi tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc phải không? Con dịch từ tiếng Trung sang tiếng Âu Lạc. Từ tiếng Trung sang tiếng Âu Lạc. Ồ, hay quá. Cô ấy dịch từ tiếng Hoa sang tiếng Âu Lạc. Anh ấy dịch từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc. Hoặc tiếng Âu Lạc sang tiếng Anh. Hoặc tiếng Mông Cổ sang tiếng Hoa. Tiếng Hoa sang tiếng Mông Cổ. Tiếng Đại Hàn sang tiếng Nga ha. Rồi, cảm ơn quý vị. Được rồi, tốt, tốt, được rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Tôi rất cảm kích. Cảm kích sự trợ giúp của quý vị.